trong thanh đàn thông réo rắt nghe bên gần suối réo đường uốn khúc quanh đèo dốc núi lối hiểm nghèo đất đất đi sỏi đá. Thưa quý vị và các bạn, tín ngưỡng thờ mẫu là một tín ngưỡng dân gian thuần Việt có lịch sử lâu đời, lấy việc tôn thờ mẫu làm thần tượng với các quyền năng sinh sôi, bảo trợ và che chở cho con người. Trên nền tảng của tín ngưỡng thờ nữ thần, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ, một hình thức thờ cúng người mẹ hóa thân ở các miền trời, sông nước, rừng núi, hình thành và phát triển mạnh mẽ. Người dân thờ cúng Thánh Mẫu Liễu Hạnh cùng với các vị Thánh Mẫu, những nhân vật lịch sử hoặc huyền thoại có công với nước, với dân. Tương truyền, Mẫu Liễu Hạnh là tiên nữ giáng trần, sau đó quy y Phật giáo và được tôn vinh là Mẫu Nghi Thiên Hạ, một trong tứ bất tử của Việt Nam. Từ thế kỷ thứ 16, việc thực hành tín ngưỡng này đã trở thành một sinh hoạt văn hóa có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội và tâm thức của con người Việt Nam. Tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ được thực hành ở nhiều tỉnh, thành phố thuộc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Nam Định được coi là trung tâm với gần 400 điểm thờ cúng Thánh Mẫu. Ngoài ra, Mẫu Liễu Hạnh còn được thờ tại nhiều đền phủ trong cả nước. Tiêu biểu là phủ Tây Hồ Hà Nội, đền Sòng Thanh Hóa và đền Bắc Lệ Lạng Sơn. Những người gìn giữ và thực hành tín ngưỡng thờ mẫu bao gồm các thủ nhang, thầy cúng, thanh đồng, hầu dâng, cung văn, con nhang đệ tử cùng với cộng đồng cư dân. Trong đó, nghi lễ chính, trung tâm của thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ là nghi lễ lên đồng, được hiểu là một hình thức diễn sướng dân gian, thể hiện đức tin về sự giáng nhập của các vị thần trong điện thần. Các giá đồng bao gồm hát văn, trang phục, múa thiêng được kết hợp một cách hài hòa. Những người thực hành tin rằng họ có thể giao tiếp được với các đấng thần linh để gửi gắm, biểu đạt những mong muốn, khát vọng của mình thông qua các thầy đồng, người đóng vai trò trung gian giữa con người và thần linh. Với những giá trị độc đáo và nổi bật, ngày 1 tháng 12 năm 2016, tại phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 11 của UNESCO diễn ra tại thủ đô Addis Ababa, Ethiopia, tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt đã chính thức được ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Nét đẹp của thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ người Việt mang một cái tinh thần về dân tộc rất là lớn, tôn vinh những vị anh hùng dân tộc qua các thời kỳ của các triều đại phong kiến. Chúng ta được thấy là hình ảnh cao quý của người mẹ, người phụ nữ Việt Nam, đấy là những người phụ nữ anh hùng của dân tộc. Hơn nữa, chúng ta lại thấy sự đoàn kết gắn bó các dân tộc. Còn những nét đẹp văn hóa của trong tín ngưỡng đó thì như chúng ta đã được biết là những cung đài sở điện mang một kiến trúc văn hóa dân tộc rất độc đáo. Chỉ cần nhìn thấy những cái đường nét hoa văn, những cái đầu đao, đầu góc hoặc những cái cột đồng trụ trong những ngôi đền thì đấy thấy sự tài hoa khéo léo của người Việt Nam chúng ta. Sự phát triển của tín ngưỡng này lan tỏa rất mạnh mẽ ở khắp mọi nơi. Đất nước chúng ta có 22 tỉnh thành theo tín ngưỡng này. Năm 2017, tại lễ đón bằng của UNESCO ghi danh di sản, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã công bố chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt giai đoạn 2017-2022 để các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan ở các tỉnh, thành phố có di sản cụ thể hóa các nội dung trong chương trình hành động. Sau 6 năm, với nỗ lực của các cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn, đặc biệt là sự tham gia tích cực của các nghệ nhân, cộng đồng đã giúp nâng cao giá trị của di sản và nhận được sự quan tâm của xã hội. Sự ghi nhận của xã hội đối với di sản còn được thể hiện ở việc nhà nước tôn vinh sự đóng góp của nghệ nhân bằng hình thức phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú. Tính đến nay, qua 3 đợt xét tặng, tỉnh Hưng Yên đã có 17 nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực tập quán, xã hội và tín ngưỡng, di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt. Câu lạc bộ đạo mẫu tỉnh Hưng Yên với cái tinh thần trách nhiệm, chúng tôi giáo hóa các nghệ nhân, các thanh đồng, các kể cả từ pháp sư cung văn đi đúng đạo, và hàng tháng có những cái kỳ sinh hoạt hướng dẫn các thanh đồng không được trái với pháp luật, phải thực hành đúng cái nghi lễ của thờ mẫu Tam Phủ người Việt. Tuy nhiên, trên thực tế, việc thực hành, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt vẫn để xảy ra những hiện tượng phản cảm, sai lệch như tổ chức hầu đồng không đúng không gian tâm linh, sử dụng nhiều vàng mã và đồ lễ đắt tiền để chia, phát lộc, có hiện tượng lợi dụng hầu đồng
lợi dụng niềm tin của nhân dân để trục lợi, kiếm tiền và làm ảnh hưởng đến đời sống tâm linh, tinh thần của cộng đồng. Mặt khác, cũng có những tổ chức cá nhân lợi dụng danh hiệu của di sản để tổ chức các liên hoan, hội nghị, hội thảo và kêu gọi sự đóng góp cho các sự kiện này, cũng như trao tặng các giấy khen, giấy chứng nhận một cách tùy tiện. Điều này đã gây ra những xung đột trong cộng đồng chủ thể thực hành di sản và làm suy giảm giá trị, tính thiêng của di sản. Trước tình trạng đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên ban hành văn bản 1246 ngày 28 tháng 12 năm 2022, đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng có hoạt động thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ chỉ được tổ chức hầu đồng ở những nơi có điện thờ mẫu hoặc di tích thờ mẫu, không tổ chức nghi lễ hầu đồng ở khu vực công cộng với tính chất một loại hình dịch vụ du lịch hay ca nhạc đường phố, tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời hiện tượng lợi dụng hầu đồng, lợi dụng niềm tin của nhân dân để trục lợi. Khi mà được thế giới vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thì cũng đã tham mưu Ủy ban nhân tỉnh ban hành một cái chương trình để bảo tồn cái di sản này. Hàng năm đều có hoạt động rất là thiết thực như là tôn tạo các cái di tích thờ mẫu, quan tâm vinh danh đối với lại các cái nghệ nhân. Trong cái thời gian tới chúng tôi cũng sẽ có một cái đề án chi tiết báo cáo với Ủy ban nhân tỉnh để có một giải pháp rất là căn cơ để bảo tồn cái loại hình này, và cũng là thực hiện cái nghị quyết 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử văn hóa gắn phát triển du lịch ở giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Nhằm trang bị và bổ sung thêm các kiến thức kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa và được xem các nghệ nhân ưu tú thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ. Ngày 31 tháng 3 năm 2023, Ban Quản lý Di tích tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt. Tại hội nghị, các học viên được nghe các nhà nghiên cứu văn hóa, chuyên gia truyền đạt những nội dung quan trọng cho công tác bảo vệ, giữ gìn loại hình di sản văn hóa này và cùng nhau trao đổi, thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý di sản ở địa phương, cơ sở. Cùng với đó, học viên đã được xem các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong trang phục truyền thống, thị phạm thực hành bài bản các giá trầu. Cho đến thời điểm hiện tại, Hưng Yên là tỉnh đầu tiên mở hội nghị tập huấn về lĩnh vực này. Trong số 22 tỉnh thành phố được ghi ở trong hồ sơ, cho đến nay thì Hưng Yên có thể nói là một trong những tỉnh thực hiện được những cái biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt rất là bài bản. Hưng Yên cũng luôn luôn tạo điều kiện cho các nghệ nhân và cho người thực hành có được cái không gian, có được cái điều kiện về cả cơ sở vật chất, hạ tầng để mà truyền dạy cho các thế hệ kế tiếp, và biểu hiện rất là cụ thể đấy là cái buổi tập huấn dành cho cán bộ văn hóa, dành cho nghệ nhân, người thực hành để họ nâng cao được cái nhận thức cũng như là cái vai trò của họ đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản. Hưng Yên là tỉnh đầu tiên thực hiện cái biện pháp bảo vệ theo cái cách mà UNESCO họ rất là quan tâm, đấy là có được sự phối hợp giữa quản lý nhà nước đối với lại cộng đồng trong việc chung tay bảo vệ di sản. Với tư cách là một đồng thầy, tôi mong các cơ quan quản lý văn hóa các cấp quan tâm hơn đến những người thực hành tín ngưỡng, nên đưa ra một mô hình đào tạo theo quy chuẩn truyền dạy đào tạo cho các thế hệ thanh đồng trẻ kế cận một cách bài bản, góp phần lành mạnh hóa công tác văn hóa tín ngưỡng. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý văn hóa tạo điều kiện cho các nghệ nhân ưu tú, các nghệ nhân dân gian nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc bảo vệ di sản văn hóa trường tồn cùng dân tộc. Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ được coi là bảo tàng sống lưu giữ bản sắc văn hóa lịch sử của người Việt, với sự kết hợp một cách nghệ thuật các yếu tố văn hóa truyền thống như trang phục, âm nhạc, lời ca, điệu múa. Điều này góp phần tạo ra ý thức cộng đồng và tạo mối liên kết giữa các thành viên trong cộng đồng thực hành tín ngưỡng. Do vậy, nhiệm vụ bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản là nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang. Nhiệm vụ và trách nhiệm vẻ vang đó được giao cho đội ngũ các nhà quản lý văn hóa, chính quyền sở tại các cấp, đội ngũ các nhà khoa học, người thực hành tín ngưỡng, những người cùng tham gia và cả cộng đồng xã hội. Thưa quý vị và các bạn,
Hưng Yên, vùng quê văn hiến, còn là nơi lưu giữ được nhiều hiện vật, cổ vật có giá trị đặc sắc. Tính đến tháng 10 năm 2023, tỉnh Hưng Yên đã có 7 bảo vật quốc gia được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận. Các bảo vật này thuộc nhiều thời kỳ khác nhau của lịch sử, trong đó có tới 4 bảo vật thuộc thời Lý. Đây là những hiện vật gốc, độc bản mang trong mình dấu ấn văn hóa, giá trị thẩm mỹ của từng thời kỳ lịch sử được tỉnh Hưng Yên tự hào và gìn giữ. Trước tiên, phải kể tới tượng Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn lưu giữ tại chùa Mễ Sở, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, hay còn gọi là tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, là một trong 3 kiệt tác đỉnh cao của nghệ thuật tạo tác tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn cổ ở nước ta. Phò tượng có kích thước khá lớn, cao 2,8 m, được chế tác bằng gỗ mít, có 1014 tay mắt khác nhau. Tượng là hiện vật gốc độ bản, được các nghệ nhân xưa tạo tác hoàn toàn bằng kỹ thuật điêu khắc thủ công truyền thống, tiêu biểu cho nền mỹ thuật đầu thế kỷ thứ 19. Pho tượng Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn đã được công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2018. Tượng sư tử đá chùa Hương Lãng, hay còn gọi là tượng ông sấm, lưu giữ ở chùa Hương Lãng, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, có niên đại cuối thế kỷ 11, đầu thế kỷ 12, được tạo tác từ đá xanh và đá sa thạch, dài 280 cm, rộng 350 cm, cao 175 cm. Sự độc đáo và khác biệt lớn nhất ở bệ tượng được thể hiện qua hình tượng sư tử đội tỏa sen. Đây là tác phẩm điêu khắc tiêu biểu, minh chứng về sự phát triển trong nghệ thuật điêu khắc đá thời Lý trong tiến trình lịch sử mỹ thuật Việt Nam, và được công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2020. Hệ thống thành bậc đá chùa Hương Lãng là những dấu tích văn hóa thời Lý có niên đại cuối thế kỷ 11, đầu thế kỷ thứ 12, được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2020. Hiện lưu giữ tại chùa Hương Lãng, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm. Hệ thống bao gồm 6 bộ thành bậc, đều được tạo tác liền khối bằng loại đá sa. Đây là hiện vật gốc gắn liền với tên tuổi, cuộc đời và sự nghiệp của một nhân vật có tầm ảnh hưởng to lớn trong lịch sử vương triều Lý, là linh nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan. Bia cổ Việt thôn Diên Phúc tự Bi Minh được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2020, hiện lưu giữ ở chùa Cảnh Lâm, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ. Bia có 2 mặt, được làm từ đá xanh nguyên khối với kích thước rộng 83 cm, cao 142 cm, dày 16 cm. Nội dung văn bia khắc ghi khá chi tiết về bình đồ, kết cấu kiến trúc và cách bài trí tượng Phật tại chùa, một số tư liệu lịch sử về Việt Quốc Công Đỗ Anh Vũ. Đây là hiện vật mang đặc trưng của nghệ thuật thời Lý, một chứng tích về sự phát triển của Phật giáo Việt Nam dưới thời Lý. Sưu tập đĩa vàng hoa sen Cộng Vũ được phát hiện tại thôn Cộng Vũ, thôn Mụa, xã Vu Xá, huyện Kim Động vào năm 1965 trong quá trình cải tạo sông Cửu An, hiện lưu giữ tại kho bạc nhà nước tỉnh Hưng Yên. Sưu tập được làm bằng vàng có chất lượng cao, còn lại là một ít kim loại khác để gia tăng độ cứng. Sưu tập đĩa hoa sen vàng Cộng Vũ rất độc đáo, phản ánh nhiều khía cạnh quan trọng của lịch sử Đại Việt thời Lý và được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2020. Tháp Đất Nung, đền An Xá được lưu giữ tại đền An Xá, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, là hiện vật gốc duy nhất và lớn nhất của văn hóa đạo giáo còn sót lại trên mảnh đất Hưng Yên. Tháp được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2021. Hiện trạng tháp còn khá nguyên vẹn, được tạo tác bằng chất liệu đất nung, thân đế, bệ bằng đá, chạm khắc tinh xảo, trau chuốt và vô cùng độc đáo. Tất cả đều được bố cục thành những mảng khối với dáng khỏe, sống động, mang đậm dấu ấn kiến trúc nghệ thuật thế kỷ thứ 17. Bệ thờ đất nung đền An Xá, xã An Viên, huyện Tiên Lữ được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2023. Bệ thờ có chiều dài 290 cm, rộng 106 cm, cao toàn bộ 135 cm, được cấu tạo bởi nhiều khối đất nung khác nhau, đặt tại trung tâm tòa hậu cung của đền. Nhìn tổng thể, bệ thờ có dáng như một tòa sen lớn. Bệ thờ đất nung đền An Xá là tu bản duy nhất hiện còn được lưu giữ đến ngày nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đây cũng là một trong số không nhiều nhang án đất nung hiện còn khá nguyên vẹn trong các di tích gắn liền với văn hóa đạo giáo còn sót lại.
Sau khi được Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia, một số những bảo vật đã được bảo tồn phát huy tốt, ví dụ như bảo vật tượng nghìn mắt nghìn tay được đầu tư tu bổ nhà tham quan, có những cái phương án coi như chống trộm. Ngoài ra một số những cái bảo vật khác đều nằm trong di tích, cho nên là việc bảo tồn bảo vật tương đối tốt. Hiện nay có hệ thống thành bậc tại chùa Hương Nãng ngoài trời, phương án bảo vệ chưa được tốt. Cũng mong trong thời gian tới chính quyền địa phương và các cấp các ngành có những cái phương án và để phát huy bảo vệ hệ thống thành bậc Hương Nãng tốt nhất. Trong năm 2024, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cũng giao cho Ban Quản lý Di tích có phương án phát huy và bảo vệ, nâng cấp sửa chữa nhà bia tại chùa Cảnh Nâm và cũng tuyên truyền quảng bá cái bảo vật mà sau khi đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận. Có thể khẳng định tín ngưỡng thờ mẫu, những bảo vật quốc gia không chỉ là niềm tự hào của Hưng Yên mà còn khẳng định những giá trị văn hóa lịch sử đặc sắc của vùng quê có bề dày về truyền thống văn hiến. Bởi đó là một sinh hoạt văn hóa đặc sắc, những hiện vật vô cùng quý giá để thế hệ sau hiểu rõ hơn về những giai đoạn phát triển rực rỡ của đất nước trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam trên quê hương xứ Nhãn.